cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi để ta khắc tên mình trên đời. Dù ta biết gian nan đang chờ đón và trái tim vẫn âm thầm, ta bước đi hướng tới muôn vì sao. Đằng đường nào trải bước trên hoa hồng và chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, lời hứa ghi trong tim mình vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao. Mà con tim ta đã ước nguyện cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Ngày đó sẽ không xa rồi, và chúng ta là người chiến thắng. Và ta biết sâu lắm thác gành treo leo trên đường xa, và gian nan ta vươn tới những đỉnh cao. Cái cảm xúc thì nó vừa nôn nao và xen lẫn đó là hồi hộp. Và vì cuộc thi tổ chức nó quá quy mô, quá chuyên nghiệp và số lượng học sinh cũng rất là đông, thì không biết là con của mình, những học sinh của mình ra đến đây thì có chiến đấu với những bạn khác thì cảm xúc đời nó sẽ như thế nào. Thì chỉ cần các bạn làm hết sức mình và kết quả như thế nào cũng được, miễn sao các bạn làm hết sức được. Từ nửa năm nay thôi. 2 cộng 3 cộng 7 trừ 5 cộng 8 trừ 4 cộng 6 bằng bao nhiêu? Bằng 17. Như người chiến thắng, khoảnh khắc ghi trong tim hồng, bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua. Và con tim ta đã lực lượng cùng nhau vai vai để vinh quang ta chia sẻ cùng nhau. Quang còn.